giờ nhỉ? Ừ, ngáng cận đi. Rồi, gạch chân và viết lại những cái từ bị sai nhé. Bị sai nhé. Ok, hiểu không? Gạch chân những từ bị sai, limestone nè, đá vôi nè. Rồi, waterfall viết đúng chưa? Chưa. Sai, viết lại cho đúng. It's not easy to find a cheap accommodation. Viết sai chưa? Thấy đúng. Accommodation. Viết sai. Viết lại cho đúng. Rồi, con trâu viết sai đúng. Viết sai. Lấc nghịt viết sai. Cô gạch chân những từ viết sai, các bạn đi tìm đi. Nha, dân tộc viết sai. Phóng ta. À, tempo viết sai chứ. Rồi. National heritage viết sai. Subject tịch viết sai. Heritage là di sản con. Mountainous viết đúng chưa? Resort viết sai. Resort là viết kiểu này. Taman Horn. Magnificent viết đúng chưa? Rồi coi lại cái từ magnificent, kỳ vĩ. Cái gì đây? Trồng ở chân núi, chân sườn núi. Biết đi con. Rồi, câu dưới là sai cái dốc nha. Dốc phải là gì? Rồi, con tìm những cái từ nào, con viết lại cho cô sang bên này đi. Trời ơi, từ mới hôm trước đâu, trong sách. Thiệt tình á. Waterfall nè. Giỡn mặt cô à? Hả? Tìm bằng cách nào nữa trời. Rồi, cái từ accommodation với sao? Lấy quyển sách cho mà tìm chứ sao. Accommodation. Tìm sách ra, cái bà già kia. Accommodation này, cái bài reading hôm trước quá trời quá đất luôn này. Hai chữ M nghe chưa? Rồi, buffalo viết sao? Buffet. Rồi tiếp theo, luggage viết sao? Cái túi sách mà con kia nó đề nghị sách cho bà đó đó. Luggage. Luggage. Thấy chưa? Luggage nè, nó thừa chữ A đúng không? Nó thừa chữ U. Rồi temple nè. Rồi heritage nè. Con tìm cái chỗ di sản thế giới cho Vịnh Hạ Long đấy con. Nha. Heritage. Heritage. Rồi subject tịch viết sao? Hai chữ G. Nhớ chưa? Chứ phải hai chữ S. Bạn Châu biết là đâu có đi Châu. Resort nè. Châu. Rồi magnificent này. Magnificent viết cho xong viết. Nha, magnificent. Rồi nó thiếu chữ gì? Nó thiếu chữ G. Rồi cái dốc này slope, ok. Slope viết vào, viết vào giùm tôi cái, viết đây rồi sang hai đứa kia cái con. Double check parade là gì? Diễu hành đôi, diễu hành cặp, thao cặp. Chi rolling là gì? Là buổi format. Bây giờ này, hãy làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh sự kiện nào mà bạn nghĩ xảy ra trong cái twin ngay sách như này. Lễ hội sinh đôi này. Rồi đọc.
Yeah. Thằng Mark nó gửi cho thằng Nick chủ đề là lễ hội sinh đôi rất là vui. Chào Nick, my family và tôi đã đến Twin Bus Ohio cách đây 2 ngày. Mọi người ở đây đã tổ chức lễ hội. Mọi người ở đây tổ chức lễ hội sinh đôi mỗi năm. Nó xảy ra vào tuần đầu tiên, cuối tuần đầu tiên của tháng 8. Cô nói nha. Tắt nghe đi. Rồi. Tiếp tục con. Tiếp tục này. Xuống bài dưới đây điền một từ thích hợp, điền những cái từ thích hợp vào chỗ trống nha. Nào, Dear Sandra. Chào Sandra, Chandra thân mến, chúng tôi gì? Chúng tôi đang có having một thời gian tuyệt vời ở đây ở vịnh Hạ Long Bay đó, Việt Nam. Cái gì rất là đẹp. Thời tiết đúng không? Đằng sau bởi vì đẹp nè, ấm này, nắng thì phải là thời tiết rồi. Chúng tôi đang ở trong một khách sạn, đang ở là stay gì? Stay in. Trong một khách sạn gần bờ biển. Chúng tôi có cái view rất là ngoạn mục về cái gì? Hả? We have a spectacular view of Hạ Long Bay, đúng không? Hạ Long Bay from our bedroom. Ngày hôm qua chúng tôi đi đâu? Đi ngắm. Chú ngắm là gì? See một vài cái hang động hay khám phá hang động, explore và cái gì đây? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ go in gì? Chu gì? Have a boat trip tới Cát Bà Island. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn vào tuần sau. I will call you next week. Best week for you đó. Những điều tốt đẹp dành cho bạn. Chép bài vô. Chép bài vô xuống bài dưới dễ lắm. Rồi, những bài dưới con. Cái này quá dễ luôn. Con làm này rất là dễ. Cứ do you mind hoặc là good you mind cộng động từ thêm. In. Bên hành. Rồi, viết thư UBU gì đó mà. CPU. Rồi. Good you mind opening the window. Bạn có phiền bây giờ này. Could you open the window? Bạn có thể mở cửa sổ không? Thì mình có thể nói một câu là would you mind? Hoặc là do you mind? Cộng động từ thêm in là gì? Opening the window, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cô đầu hàng với con nhỏ này rồi, con lợn này rồi. Rồi. Tương tự. Làm bài này cho cô. Would gì? Would hoặc là do? You. My taking me a photograph. Viết vào cho tôi. Chấm hỏi nữa. Tương tự mấy câu dưới. Làm cho cô hết, cô sẽ chấm điểm. Nhanh lên. Chấm điểm nha. Rồi bây giờ mỗi bạn đọc một câu cho cô. Câu số 2 đọc sao? Bạn. Cô mời bạn Ngân câu số 2. Good hoặc là do you my gì? Hả? Waiting a moment. Chấm hỏi. Đến bạn Châu, câu 3. Would you mind? Would hoặc là do đều được nhá. Bạn Châu đọc đi.
động từ nguyên mẫu của chúng ta thêm anh vào. Gì nữa? Thân gì? Thân anh đao đỡ TV. Rồi câu tiếp theo bạn Nhi. Do hoặc là good gì nữa? Making something. Pha trà đó. Rồi bạn Ngân. Do hoặc là good gì nữa? You might lending me some money. Bạn có thể cho tôi, bạn vui lòng cho tôi một ít tiền không? Some money. Hả? Cái carry ấy chữ mang. Cột 2 là ED thôi. Rồi, tiếp theo bạn Châu, câu 6 này. Would you mind hoặc là do you mind cho cô nào? Gì nữa? Post gì? Posting the letter for me. Bạn Dân Nhi. Thật không? Ở đây có don nha. Would hoặc là do. Good hoặc là do. You might. Gì nữa? Not playing your. Ở đây có not nha hả chị? Music so loud. So loud. Bạn có phiền là không chơi nhạc to quá không? Câu số 8 bạn là Châu. Good. You might hoặc là do you might gì nữa? Ở đây có not nha. Not using using the office phone, điện thoại cơ quan. Rồi qua bài bên này con. Bây giờ có if ai thì con phải chia ra trường hợp. Nếu con xài do thì đằng sau phải là nguyên mẫu. Nếu con xài good thì đằng sau là động từ cột 2. Được chưa? Rồi nào. Do you mind if I sit here? Would you mind if I sat here? Rồi bạn Châu chú ý vào. Đọc có hai câu nào, nó bảo mình thành good này. Would you mind gì nữa? Move the the rồi chấm 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 đi. Rồi câu 2, could I smoke? Tôi có thể hút thuốc không? Vậy là bạn gì? Do you mind? Ok, cô chưa có thiếu à? If I này thiếu. Rồi do you mind? If I gì? Smoke care. Tiếp theo, may I ask you a question? Tôi có thể hỏi bạn một câu không? Bạn Châu đọc cô đi. Would you mind? Nào. If I ask ở quá khứ. You a question. Ơi. Rồi, tiếp theo. Would you mind gì? Turn ED cho cô nhá. The air cần lại thiếu à? Rồi if I turn the air conditioner off. Rồi câu tiếp theo. Can I use your handphone? Tôi có thể sử dụng handphone của bạn, điện thoại cầm tay của bạn không? Do you mind if I use nguyên mẫu Your handphone. Câu tiếp theo, shall I carry your luggage? Would you mind if I carry ED your luggage? Rồi, do you mind? Bạn có phiền nếu tôi borrow cái báo của bạn không? Your newspaper. Rồi, shall I drive? Tôi có thể lái xe không? Would you mind if I drove? Ok. Rồi, mời các bạn xuống bài dưới. Điền vô cho cô. Nha, điền vô nha. Travel là đi, come là đến. Cái nghĩa vào mới làm được. Clean là lau dọn, lau chùi, sit là ngồi. Nha, wait là đợi. Rồi, go là đi, you là sử dụng. You là sử dụng. Take. À, rồi live là sống, show là chỉ ra, trình diễn. Rồi ok, điền vô nha. Cô hiền con, cô đúng là hậu thôi. Con dẹp đi. Nhưng mà cô quá là cực quá lỏng lắm mà. Heo buổi chiều đó con, lỏng rồi sẽ à, buổi tối khuya khuya cho chứ mà. Học bà đi, ngồi đếm tiền rồi con. Dạo quá. Nhìn đúng chứ. Một gì cũng tập khai nào biết.
Nếu tôi hả? Nếu tôi if ai? Nếu tôi sao? How to use this machine? Nghĩa là gì? Nếu tôi chỉ ra hả? Chỉ ra cách sử dụng show ED. À, nếu tôi chỉ ra cách sử dụng cái máy này không? Rồi, thật là tốt để thăm những cái nơi khác nhau. Tôi thích gì? Ai do gì? Đi du lịch. Travel gì? Traveling. Would you like? Bạn có muốn à, bạn có muốn ăn tối, đến ăn tối vào thứ sáu không? Ở đây là chu.com. Rồi bạn có phiền nếu tôi, bạn có phiền lau dọn nhà bếp không? Cleaning. Bạn có phiền nếu tôi, à không, câu trên này con bỏ if I đi con. Nó không có if I, mình không có viết, mình chỉ là show in thôi. Ok chưa? Rồi, câu số 5. Bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn không? UED cho cô. Tiếp theo, tôi hoàn toàn tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng. Bạn có phiền đợi tôi một xíu không? Vậy là would you mind? Đợi tôi là waiting a little longer. Rồi, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi ghét gì? Đi ngủ sớm. Go đúng không? Going. Đằng sau nghe hay là động từ thêm in. Rồi bạn có phiền nếu tôi chụp ảnh gia đình của bạn không? Bây giờ đu thì xài thách nguyên mẫu. Bạn có phiền nếu tôi ngồi đây đợi quản lý không? Ship chuyển thành sát chứ còn gì nữa. Rồi tôi không thích chấm chấm ở cái nơi này của thị trấn. Sống, ok. Đằng sau like là động từ thêm in. Cho nên ở đây sẽ là living. Tôi muốn chuyển tới một nơi nào khác. Xong. Chết xong chưa? Châu, con chết vào đi Châu. Chứ con để làm gì vậy? Thôi con mệt con quá. Tập trung vào chứ. Rồi, nối hai câu sử dụng verb in hoặc là verb ed. Tức là hiện tại phân tử hoặc quá khứ phân tử. Hôm trước con dạy chưa? Dạy rồi, bây giờ làm. Cô kêu em chém mà con nước. Em chém. Trời ơi, là trời mất thời gian với con lắm đấy. Nhanh lên. Rồi, con xuống bài dưới con coi ví dụ con làm đi. Ngồi ban rục rục đá vậy đó hả? Rồi xuống hai bạn kia, cô thấy bực mình lắm. Tôi đang làm gì? Nhìn nó biết đi cô, cuối tuần đầu tiên đi cô. Mình phải đại. Được phải đại. Biết có The first weekend thôi mà con thấy cái gì dữ à? Biết cái gì mà nhiều quá vậy? Đi cho con coi. Khoan qua đây ngồi đây. Hết cả người tránh ra. Mà cái gì? Có chuyện không học gì cả. Có cái này của tuấn A, tuấn ẹo à? Hả? Anh này của tôi coi. Chào buổi chiều em. Không. Còn tớ lưu đến. Rồi. The first weekend, chỗ này. Có rất nhiều cặp sinh đôi đến từ đâu? Men đi gì? Thiên chữ gì? Đất nước khác nhau là từ gì? Đất nước khác nhau là từ gì? Different country đâu? Tìm cho bài đấy anh Hùng, khi Hùng nhá. Lật tay em tìm. Không biết tìm đâu à? Ủa, em có. Tìm, nó không biết tìm, nó tìm trong bài này là tìm ở chỗ từ mới làm gì. Nó nằm trong bài hết á. Con tìm được different chưa? Chưa. Different country biết nào? Không lo làm bài đấy, ai bày cho? Tự mày làm ấy chứ. Còn làm cho học sinh lớp 1 ấy.
Nào rồi xuống bài dưới đi. Không làm tôi xuống mà chưa không đến đòn nhá. Một tiếng cho qua mà chưa xong một cái skill nữa. Bực mình. Rồi nhìn đây nè, hai đứa, ba đứa. The boy, đây lớp 8 nha. The boy Y3, cậu bé là 3, anh ta đang đọc sách. Thì con sẽ nối hai câu sử dụng hiện tại phân từ như sau. The boy mà đang đọc sách là 3, được không? Cô viết the boy trước, xong cô lấy cái khúc đằng sau, cô drag ra phía trước đã. Cô lấy cái này, cô bỏ he, bỏ y đi, cô chỉ lấy là reading the book thôi. Cô đưa ra phía trước, cô đưa ra phía trước, đúng không? Sau đó cô lấy cái Y3, cô bỏ ra phía sau. Con nhìn nha, để mà làm nha. Đây, con thấy không? Cậu bé mà, mình dịch mà đang đọc sách là 3. The boy reading the book Y3. Cô không có lặp lại cái he nữa, vứt he. Ok, lấy đằng sau bỏ book ra trước, rồi mới viết tiếp. Đấy, rồi câu dưới, nó là đồ vật bên trên, nó là cậu bé, là con người chúng ta xài hiện tại phân tử. Còn đồ vật nè, cái đèn dầu cũ nhá, có giá 5 đô la, nó được sản xuất từ Trung Quốc. Và cái hàm, cái nghĩa của nó ở đây là bị động hay là chủ động bạn Ngân? Bị động. Ở đây là bị động, trong cái câu sau này là bị động. Đây là bị động. Bị động, nghĩa của nó là bị động, cho nên chúng ta xài quá khứ phân tử. Chúng ta xài quá khứ phân tử. Quá khứ phân từ là gì? Là bạn bắt participle. Động từ cột, cột mấy? Cột 3. Ok chưa? Như thế này. Cái đèn dầu cũ, bây giờ cô lấy cái gì cô đưa ra? Cô không có xài y nữa. Cô lấy cái make in China này nè, make in China này nè. Cô đưa ra phía trước, được chưa? Được chưa? Sau đó cô sẽ đưa cái giá tiền 5 đô la ra đằng sau. Đấy. Thấy chưa? Vậy này, the D.O. Lam make in try e 5 đô la. Ok. Vậy bây giờ chúng ta xuống bài dưới, chúng ta phải xác định cái nào xài hiện tại phân tử, cái nào xài quá khứ phân tử thì mới làm được. Rồi, baby đang khóc à, đòi mẹ. Bà ấy đang ngồi ở cái armchair. Vậy là gì? The baby, quên quên, baby đang khóc đòi mẹ. Nó đang ngồi ở cái ghế bành. The baby, the baby mà đang ngồi sitting, mà đang ngồi in an armchair. Chép vào đi bạn Châu, chứ không kịp đâu. Y crying, đang khóc nhè nhá. For her, đòi mẹ. Her mother, đang khóc nhè đòi mẹ. Thấy chưa? Ok, còn câu dưới là quá khứ phân từ này. Tại sao con biết? Bởi vì ở đây là động từ cột 3 là con biết rồi. Con nhìn thấy bị động chưa? Ở đây bị động thì chắc chắn sẽ quá khứ phân từ rồi nhá. Này, the boy, the boy gì? In just, bạn Châu chú ý, the boy, cô lấy cái in just đằng sau. À, bị thương trong tai nạn, đi accident, bị thương trong tai nạn. Cô viết đến đây rồi, bắt đầu cô quay trở lại, cô lấy tiếp cái khúc đằng sau của câu đầu. Was taken, được đưa đến bệnh viện, to the hospital. Con hiểu bài chưa? Hiểu rồi, tự làm mấy câu bên dưới, cô chấm. Lắc đọc bài cho cô. Ok, tự làm đi. Con đường này rất hẹp, nó nối hai ngôi làng với nhau. Con đường mà nối hai ngôi làng với nhau rất hẹp, con biết làm không? Đọc cho cô câu số 3. Nghe câu số 3. The road rất hẹp. À khoan không, the road, con đường mà nối hai ngôi làng thì con sẽ là the road. Joining, tự thân mình nào. Joining two village. E very narrow. Con hiểu chưa? Hiểu rồi làm đi, lát cô sửa. Bạn Châu làm đi bạn Châu. Con đường có như hai. Con đường, đọc cho cô Ngân. The row, the row, bây giờ try đưa về nguyên mẫu và thêm ing vào nhá. The two village e very narrow. Rồi xuống câu dưới. Bạn có biết người phụ nữ, người phụ nữ đang nói chuyện với Tom. Vậy do you know the, nè, woman là đứng ở giữa thì mình phải viết hết đã, chứ không phải là viết cái nào đâu. Mình nhìn này, cái này khác mấy cô kia. Ờ, do you know the, the gì, woman gì nữa, talk, talk gì, talking to Tom. Hiểu chưa? Thêm chấm hỏi cuối câu, con hiểu không? Cái này woman nó đứng ở giữa, cho nên chúng ta viết một lèo như vậy. Chúng ta viết một lèo chứ không phải dùng mấy câu trên. Bạn Ngân chú ý. Câu số 5. Im mồm. Cái cửa sổ đã được sửa chữa, nó bị gãy vào tối qua.
Bây giờ nào, cái cửa sổ này, the gì? The window này, xong rồi lấy đằng sau nhá. Đây là cột 3 đúng không? Quá khứ phân từ nhá. Broken, đúng không? Last night, gì nữa? Has been repaired ED. Hiểu chưa? Con hiểu cách làm chưa? Rồi chép vô sang câu 6, 7, 8, 9, 10 này. Những cái bạn này là chú ý nha con, bởi vì kỳ 2 nó ra đề thi nhiều lắm đó. Nằm trong đề thi á. Câu 6 viết lên chung đúng không? Câu 6 hả? Câu 2 nữa hả? Câu 2 6, câu 2 3 rồi. Câu 6 là câu này đúng không? Đâu? Sang kính, tiếp nào? Nhớ. Very exciting. Rất là thú vị. Exciting, biết không? Các bạn làm đi. Đọc cô câu 6 đi. Taxi bị hư. Nó đang đưa chúng tôi sân bay. The taxi mà đưa chúng tôi tới sân bay. Take gì? Taking us to the airport. Airport. Gì nữa? Bị hư. Broke down. Rồi sang câu số 7. Bạn Châu đọc cô câu số 7 bạn Châu ơi. Một cái cầu vừa mới chấm chấm chấm. Nó được xây chỉ cách đây 2 năm thôi. Vậy một cái cầu cái cầu Builder Only 2 years ago 2 years ago. Rồi lấy đoạn trước viết tiếp. Has been chấm 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 chấm. Thế ẩn xây. Câu số 8. Hầu hết hàng hóa thì được nhập khẩu xuất khẩu chúng được làm từ nhà máy này. Hầu hết hàng hóa này mà được làm made in this factory. Xong quay trở lại A. Xuất khẩu exported. Con hiểu bài không bạn Nhi? Câu số 9. Một cái nhà máy mới. A new factory. Gì nữa? Mà thuê 500 người á. Employ gì? In 500 người. People. Gì nữa? Quay trở lại. Hard church open in the town. Cái nhà máy mà thuê 500 người thì mới được mở cửa trong thị trấn. Câu số 10. Romeo và Juliet là câu chuyện mà bi thương nhất mà tôi đã từng xem nha. Là bộ phim mà đau thương nhất mà tôi đã từng xem. Bi kịch nhất, bi thảm nhất. Nó được viết bởi Shakespeare. Romeo and Juliet. Hai người này yêu nhau mà hai gia đình phản đối á. Hai đứa tự tử chết cha. Rồi. Written. By Shakespeare. Gì nữa? Either bad tragedy. I never ever seen. Hai chị làm đúng không? Ba chị làm đúng không? Rồi xong chưa? Xuống bài dưới luôn. Chép nhanh lên. Xong chưa? Đọc này, dragon, chữ gì?
cay quá này. Bố muốn chết đi. Bố gì? Bố chơi leo. Ghê. Bố mang gì vậy? Ui, mùi chơi leo. Cho nên giới kia có đứa mùi trái. Sao đó? Mùi cháu là sao? Thì đang đến đến hai ông mày. Từ năm tới năm mùi cháu là sao? Nó làm gì vậy? Rồi, được chưa? Mỗi người người mà đang sờ vào cái đây đó sẽ bị sốc. Ở đó có một cái cây. Cái cây mà bị gì? Bị cái gì? Có sạc từ gì được? Bị thổi đi. Trong cơn bão tối hôm qua, vậy là ở đây xài tờ gì? Blue cột 3. Ai là cô gái? Ai là cô gái mà gì? Cô gái mà đang sống với anh trai là ai? Ở đây sẽ là living. Câu số 3, một nửa số người nha. Bữa tiệc đã không xuất hiện. Ở đây con xài từ gì cho cô được? Bạn Ngân. Cô ba Ngân. Cuộc sống thì phải sao? Unpleasant đối với mọi người. Không, chắc hẳn là không có thoải mái cho những người mà sống gần cái sân bay bận rộn. Ở đây xài từ gì? Từ gì? Living. Living à? Chưa xong rồi vậy gì? Từ từ vậy từ này để đây đã. Cô gái mà từ lát từ đây để sao? Để sau. Rồi bức tranh mà cái gì từ bảo tàng đã không được tìm thấy. Bị ăn trộm á. Bị ăn trộm là gì? Stolen. Ai đó đã gọi ai đó check gọi check đúng không? Trong khi bạn đi ra ngoài. Ai đó. Ai đó gì? Gọi ha? Gọi. Tiếp theo. Cách đây vài ngày sau cuộc phỏng vấn thì tôi đã nhận được một lá thư cho tôi công việc offer ring. Người tên của người đàn ông mà bị cảnh sát bắt là gì? Arrested. Từ từ con, câu nào khó để lại. Lát là thấy thôi. Cậu bé mà bị thương trong tai nạn injured. Nhớ chưa? Học sinh mà hoa trong công viên thì là một nhóm tình nguyện đã trồng hoa rồi. Có từ trồng không? Planting. Vậy từ nào chưa xài? Nhảy. Vậy nhảy bỏ đây. Cô gái mà đang nhảy với anh trai là ai? Dancing. Mà từ khôn. Calling. Ok, hết. Bài dưới là chia động từ trong ngoặc luôn kìa con. Đúng thì đúng kìa. Bữa sau làm hả?